vừa qua vòng cắt tin giáp việt mùa 2 đã gây chú ý không chỉ vì các thí sinh khủng xuất hiện mà còn cả một số lùng sùng trong việc chọn và loại người vào vòng trong trong khi khán giả vẫn đang mong chờ ngày chương trình lên sóng thì mới đây kisra đã tiết lộ một câu chuyện cũng liên quan đến vòng cắt tinh khiến người hâm mộ bất ngờ cụ thể nam giáp bơ chia sẻ thông tin về giáp bơ một trong những thí sinh của team carriết tung sản phẩm mới toàn mang tên sang xịn miệng đặc biệt chiếc còn đính kèm thông tin Gil chính là một trong hai người được phun điểm các tin ở ráp Việt mùa 1. Dù khả năng của Gil không phải dạng vừa nhưng anh chàng không phải là một thí sinh tiến sâu của chương trình. Do đó, thông tin mà Jit đưa ra khiến rap phan quá bất ngờ vì từ trước đến nay vẫn chưa ai nghĩ Gil là người được điểm cao nhất. Hình ảnh Gil ở rap Việt mùa 1 Sau đó chính Gil cũng thừa nhận việc này là đúng. Mờ cơ cờ, te còn tranh thủ, cà khịa riêng, việc vàng, đúc kỳ lại tò mò không biết ai là người còn lại cũng đạt điểm cao như vậy. Sushi Mui Theo Việt Nam Net